Con vô mã số 1A. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mã ha. Rồi, chào Thi. Dạ, em chào anh Tấn, em chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Mai Vàng Quay Dừa. Em chúc cả nhà mình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay cũng có tiếp tục đem về mấy chục cây mai giỏ hàng Thủ Đức để phục vụ quý cô chú anh chị mình chơi. Hình thức của em vẫn là bao ship toàn quốc. Địa chỉ của em là cầu Nguyễn Tấn Mẫn, ấp An Thuận, xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0336966537, là số Zalo của em luôn. Em cũng gửi lời cảm ơn chân thành cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em, rất mong được sự tiếp tục ủng hộ cô chú anh chị mình. Lô mai hôm nay để cho đỡ trùng clip, em bắt đầu vào mã số 2A. Mới vô là 2A liền. Dạ 2A. Rồi. 2A. Rồi em này cao khoảng là 1m7 đến 1m8 cái gì, còn tán ngang thì khoảng tầm 1m1 đến 1m2 ha. Rồi hoành mình có thể báo từ xa luôn cũng được. Dạ, báo chính xác là được không vậy? Dạ hoành 19 ạ. 19 hoành. Rồi, thân cành luôn đây quý vị. Rồi, em xây đều đều tay chủ diện ngắm nghía thân cành ha. Đó, ngắm nghía thân cành nha. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Em giao lưu giá 500 thôi cả nhà ơi. Rồi, 500 mà quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Là 3A. 3A. Rồi, 3A thì em này cao tầm khoảng 1m6. Tán ngang thì khoảng tầm là 1m có hơn. Rồi, thân cành luôn. Đã từ từ xuống đây. Cành cũng đều quá nè, có gì đều rang nè ha. 18 hoành ạ. Rồi, hoành đã được là 18. Em giao lưu giá 500 luôn ạ. Rồi, 500. Lô mai hôm nay giá tri ân nha cô chú. Cây luôn. 500 mà bao ship rồi quý vị ơi. Mã số 4. 4 sao em? 4A hay sao? Dạ 4A. À 4A. Rồi 4A thì em này cao khoảng 1m4, tán ngang khoảng 1m3. Đó, bây giờ không biết nhiên mình ra. Rất là chậm đây. 21 hoành ạ. Hoành 21, ở dưới đây có cái củ luôn ha. Hoành 21 có củ đế. Đó, em giao lưu giá 600 thôi cả nhà ơi. Rồi, em này 600 ngàn. Mã 4A. Em này giá quá ok luôn cả nhà ơi. Ok luôn. Rồi, 5A. Dồn đây. Rồi, mã số 5A thì em này cao tầm khoảng là 1m4 quý vị. Tán ngang khoảng 1m ha. Rồi, xương cành đặc luôn. Quá đặc luôn. 18 hoành ạ. Rồi, hoành 18. Cành đẹp luôn cả nhà. 5A này em cũng giao lưu với giá 500 ạ. Rồi, 500 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 6A. Em rồi 6A thì em này cao tầm khoảng 1m5 của gì ơi, tán ngang khoảng tầm 1m2. Rồi xương cành luôn. Xương 18 hoành ạ. Rồi 18 hoành. À, xương cành nè. Đặt cái đơn gì đâu quý vị. Em giao lưu với giá 500 ạ. 500 luôn. Dạ yêu thương quá ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi 7A luôn. Rồi 7A này cao khoảng 1m7 á quý vị ơi. Còn tán ngang chắc khoảng tầm 1m2 ha. Đây xương cành đây. Một tay cành đẹp nha cả nhà. Cành cũng đặt hết trơn vậy nè. 19 hoành ạ. À, quý vị hoành đo ngay chỗ cái cọng dây buộc buộc đó là 19 nè. Mình cũng giao lưu giá 500 nha cả nhà ơi. Rồi 500 luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 8 quý vị ơi. Rồi mã số 8 thì em này cao lấy 1m7, tán ngang lấy còn ngang. Còn 1m luôn. Em này xương ngang. À, xương ngang kích hết trơn này ha. À, xương kích nè. 19 hoành ạ. 19 đúng luôn ha. Mã số 8 giao luôn nha em. À, mã số 8A này em giao lưu với giá là 500 luôn ạ. 500 luôn. Rồi xuống cây. Mã số 9A. Rồi 9A thì cao khoảng 1m7 á quý vị ơi. Tán ngang khoảng 1m2. Rồi xuống cành luôn, ra từ từ xuống ha quý vị ơi. Cành. Cành đặt hết trơn ha. Này đó, ngay đây là 21 đúng luôn. Chưa. Từ từ. Giao lưu với em. Giao lưu giá 600 ạ. 600 rồi, xuống cây. Đó, lực lượng xuống cây nhạy ghê luôn. Rồi, mã số 10.
Mã số 10 này à. Cao 1,5 m, tán ngang 1,2 m. Xung quanh nó quá xa đặc luôn rồi quý vị. 24 hoành à. Hoành 24 ha, hoành bự ha. Rồi, hoành 24. Xung quanh đặt kẹo. Giao lưu giao lưu giá 600 mà cả nhà ơi. 600 mà quý vị ơi, 24 hoành luôn. 11A. Rồi, 11A, em này cao 1,6 m. Tán ngang khoảng 1,1 m quý vị. Rồi, xương cành luôn. 19 hoành à. Đây à quý vị, 19 dư luôn. Giao lưu như em. Em giao lưu giá 600 cả nhà. 600, mã số 11A. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 12A. Em này xương ngang đẹp nha cả nhà. Rồi, 12A thì em này cao 1,5 m, tán ngang khoảng 1,2 m. Xương thành thì em nào cũng đặt kẹo hết trơn vậy nè. 17 hoành ạ. Rồi, hoành 17, xương cành đặt luôn ha. Em giao lưu giá 500 mà cả nhà rồi, ơi. Rồi, 500 à. Rồi, xuống cây luôn, 500 ngàn, bao ship tận nhà. Rồi, em xương ngang nha cả nhà. Mã số 13. Rồi, em này cao khoảng 1,7 m, tán ngang khoảng 1,3 m. Xương ngang ha. Đây, mã số 13 nha. Đây. Đó. Xương ngang. Ngang. 23 hoành cả nhà ơi. Hoành 23. Mã số 13. Giao lưu giá 600 thôi cả nhà ơi. Rồi, cây bự vậy cũng có 600 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 14A. Lâu này có chữ A nha quý vị. Em này cũng xương ngang. Rồi, này cao khoảng 1,7 m. Tán ngang khoảng 1,3 m. Xương ngang nữa đây quý vị ơi. Đó, xương ngang đẹp nè. Khích ha. Nhà mình nhanh tay cả nhà ơi. Ta chốt mấy em này đi quý vị, hoành cũng bự nè. 24 hoành luôn cả nhà. 24 hoành luôn đây. Xương ngang đẹp nè. Em giao lưu giá 600 luôn nha cả nhà. Cây đẹp về có 600 rồi quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 15A. 15A. Rồi, 15A cao khoảng 1,6 m, tán ngang anh này khoảng 1,1 m nhưng quý vị. Rồi, xương cành em nó nè. Xương cũng ngang kích đây ha. 21 hoành ạ. À, 21 dư luôn. Em giao lưu giá 500 thôi cả nhà ơi. Rồi, 500. Rồi, xuống cây luôn. Em này đẹp nha cả nhà. Mã số 16A quý vị ơi, này cao 1,6 m. Tán ngang em này 1,4 m rồi quý vị ơi. Cả nhà ơi, mình xương cành nhìn tay chốt em này đi cả nhà ơi, em giao lưu giá 600 á cả nhà. 600 ha. 23 hoành. 3 hoành xương ngang mà lực chứ nè. 600 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Quá rẻ rồi. Mã số 17 quý vị ơi. Rồi, em này cao khoảng 1,7 m nè. Tán ngang lấy 1,3 m, xương cành lực không nha quý vị. Xương cành bự luôn nè. Đó. 24 hoành luôn cả nhà ơi. Em cũng giao lưu giá 600 luôn cả nhà. Đẹp về 600 luôn. 600 cả nhà. Rồi, lên cây mới luôn. Mã số 18A. Mày cao 1,7 m quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm 1,2 m. Cái đợt này anh về được bao nhiêu cây em? Dạ tầm 40 cây anh. 40 cây nha quý vị. À, quý vị mà có chốt số lượng nhiều có giá sỉ cho quý vị luôn. Dạ. Giá lẻ mà là gì sỉ còn rẻ hơn nữa quý vị. 19 hoành ạ. Rồi, 19 hoành. Em giao lưu giá 500 thôi cả nhà. 500 ship luôn rồi đó, bao phí luôn. Rồi, mã số 19A. Này cao khoảng 1,8 m. Tán ngang khoảng 1,3 m nha quý vị. Cao 1,8 m ngang 1,3 m. Đây, xương cành đây. Đó, cũng đặt vậy nè. Em này cũng có 600 thôi cả nhà ơi. 22 hoành. Này dư luôn ha, 600 ngàn à. Rồi, xuống cây. 20A. Mã số 20A. Rồi, 20A thì em này cao khoảng tầm là 1,6 m, tán ngang khoảng 1,2 m. Hoành. Cho anh xây dòng cho quý vị mình xem xương cành của gì đó, xương cành nè. Còn gió 21 hoành xương ngang lực. Em giao lưu giá 600 thôi cả nhà. 600 của gì. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 21A. Rồi, hôm nay cao
tầm lấy mét rưỡi quý vị ơi, tán ngang này cũng khoảng mét hai ha. Sườn cành này cũng đặt hết trơn nè, cành nè 20 ạ. Rồi quanh 20 mà này có cái củ nở dưới ha. Sườn ngang đẹp nha cả nhà. Đây sườn cành mà 21 này em cũng vô lưu giá 600 thôi cả nhà. Rồi 600 luôn. Rồi 22 ha. Tại này cao lấy 1m6, tán ngang thì khoảng tầm 1m2 nha quý vị. Sườn cành cũng khích khích không nha quý vị. Quả chắc hơi to, 25 luôn ha. 25 yếu, tính 24 được. Rồi 24 luôn. Nhanh tay cả nhà ơi, em vô lưu giá 600 cả nhà ơi. 25, 24 vậy cũng 600 mà bao ship luôn. 22 giá à. Này quá xá mềm rồi. Cái gì mình xem thấy ưng ý thì alo gấp nha quý vị. Cây này mình cũng nhanh tay hoành hơi to nha cả nhà. Đó, em này cao khoảng 1m7 nè, mã số 23 ha. Tháng ngang khoảng tầm 1m2 đi ha. Hoành nhiêu em? Dạ, hoành 24 ạ. 24 hoành nè quý vị. Đó. Giá cũng có 600 chưa. Thôi cả nhà ơi. Chưa em, chưa. Để từ từ xuống cây cái. Có gì không nghe xương cành cái. Đó. Cũng đẹp đây. 600 rồi quý vị. 600 cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. 24A. 24A. Này cao tầm khoảng 1m4. Tán ngang này gọn gọn chắc khoảng tầm 80 ngang nha quý vị ơi. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ xương cành. 19 hoành ạ. À, thoát thân cũng thấp ha. Xương đẹp luôn cả nhà ơi. Vô lưu giá 500 thôi cả nhà ơi. À, 500 à. Rồi, xuống cây luôn. Thì tất cả các cây báo giá trên clip đã bao cái phí ship rồi nha quý vị. Cây chở tới nhà quý vị với cái giá 500.000 đó ha. Rồi mã số 25 thì em này 5. Cao khoảng 1m4, tán ngang thì khoảng tầm 1m2. Hoành hơi bự nè. Hoành 21 ạ. À. Rồi 21 qua. Vàng đẹp luôn cả nhà ơi. Em vô lưu giá 600 rồi cả nhà. Từ từ khoan để cho ăn vòng tay cành nữa. Chị ngắm nghe kỹ ha. Đó, rồi xuống cây 600.000. Mã 26A. 26A. Rồi em này cao khoảng 1m5, tán ngang khoảng tầm 1m2 nha quý vị. Cành cũng khích khích quá đây. Cành 21 à. 21 hoành à. Em vô lưu giá 600 luôn cả nhà ơi. Rồi 600 luôn. Rồi 27A. Hướng mặt trời nóng quá. Rồi 27A thì em này cao tầm 1m6, bán ngang em này khoảng 1m3. Cái tàn xòe hơi rộng nữa ha. Xương cành đặt hết trơn vậy đó. Đẹo luôn cả nhà. Quá xa phần cành xương nữa ha. Nó đặt về đây. 21 hoành ạ. Rồi 21 hoành. Em giao lưu giá 600 cả nhà ơi, cho mã 27 à. Rồi xuống cây luôn. Quá xa xương cành ha. Rồi lên 28A luôn. 28A. Rồi 28A này cao lấy 1m5 quý vị ơi. Tán ngang lấy 1m1 nha quý vị. Xương đẹp lắm nha cả nhà. Đó, xương cành cũng khích khích không ha. Đợt 21 hoành ạ. 21 của anh à, đợt này về cái lô này như tay cành cũng quá đặc luôn thôi quý vị. Tay cành đẹp giá rẻ luôn cả nhà, em vô lưu giá 600 thôi cả nhà ơi. Rồi 600 luôn. Mã mấy rồi? 29 thôi. Rồi 29A. Em này cao khoảng 1m8. Cái dáng thì nó hơi siêu siêu nhẹ nhẹ nhưng quý vị. Rồi ngang thì nó khoảng tầm 1m2 đi ha. Rồi xương cành quý vị ra chậm xuống nè. 21 hoành ạ. Từ từ nha để xuống nha, đợi phan xuống cây nha quý vị. 21 ạ. Đó, có củ đế rồi ha. Tàn đẹp rồi cả nhà ơi. Xem nè. Giá không có 600 ngàn thôi cả nhà ơi. 600. Mã 29 nè. Rồi xuống cây 30 à. 30A. Rồi 30A này cao tầm 1m4, tán ngang 1m1 quý vị. Mười bảy hoành ạ. Rồi hoành 17, xương cành thì đặt hết trơn nè. Em giao lưu giá 400 thôi cả nhà ơi. 400 hả em? Dạ giá yêu thương ha. 400 luôn cả nhà. Rồi ơi, xuống cây luôn. 400.000 được cây mai quý vị ơi, bao phí di chuyển cây tới nhà luôn. Rồi 31A. Rồi 31A. Rồi cao khoảng tầm 1m4, tán ngang khoảng 1m1. Xương cành nè, xè đẹp quá.
đẹp cả nhà. Dạ 17 quanh à. Đó, rồi xung quanh quý vị ngắm nghía kỹ nè. Xung quanh đẹp, đẹp cả nhà. Kích nhân tài cả nhà ơi, em giao lưu giá 400 luôn cả nhà. 400 luôn. 400. Giá yêu thương quá. À, số 32 a. À. Rồi em này cao 1m7 quý vị. Tán ngang mình lấy khoảng tầm 1m1 đi ha. Xinh luôn cả nhà ơi. 17 quanh. Rồi 17 quanh cái xây xây chỗ diện ngắm nghía xương cành đắt nữa, xuống tới bộ đế với bộ gốc nó cái quý vị, xương cành thì đặt ở trên này ha. Dưới đây có cái củ tròn. Xây xây qua đây miếng nữa coi. Đó. Giao lưu với giá 500 à. Rồi, 500. Xuống cây luôn. 33 à. 33 a. Này cao khoảng 1m8 quý vị, tán ngang khoảng 1m2. Đó, nhanh tay quẹo lựa quý vị ơi. Này giá rẻ yêu thương cả nhà. 400, 500, 600 một cây mà bao ship tới nhà luôn. Mà chào bá cả nhà. 21 quanh ạ. Rồi, 21 quanh. Nhiêu đây em? Giao lưu giá 600 mà cả nhà ơi. Rồi, 600 ngàn. Rồi, xuống cây. 34 ạ. Rồi 34 a. Này cao 1m4 đi quý vị, tán ngang khoảng 1m2 ha. Em này hoành cũng to to nha cả nhà. Nghiêng. Em này hoành chắc 20 mấy ra. Xương cành lực không nè, coi hơn. 25 á cả nhà. Đứt thước luôn á. 25 dư luôn á quý vị ơi. Giao lưu giá 600 thôi cả nhà. 25 hoành dư luôn nè. Đây nè, xương cành lực nè, 600 nè. Đó. Nên mã 35A ha. 35A. Đâm này cao 1m6 quý vị. Đá ngang lấy 1m2. Rồi xương cành đây. 18 quanh ạ. Rồi quanh 18. Rồi xây vòng luôn. Xương cành đẹp luôn cả nhà ơi. À. Giá rẻ yêu thương rồi, em giao lưu giá 400 thôi cả nhà ơi. 400 quý vị ơi, cây bự chảng vậy nè. 400. Nhất đây cả nhà ơi. 400 mà chở tới nhà quý vị mới có giá đó ha. Còn quý vị tới nơi chở còn có 300 quý vị ơi. Mấy cây nhỏ nhỏ bớt quý vị 100 ngàn luôn. Tự chở nha. Rồi này cao khoảng 1m4. Tán ngang 1m nhưng quý vị. 36A. Xương cành đặt kẹo luôn. Quanh 18 ạ. Đó xương cành nè. Xây xây chỗ diện ngắm ghế xương cành nè. Cũng giao lưu giá 400 thôi nha cả nhà. 400 là cây mai đẹp vậy luôn. Mà 37A. Rồi 37A. Này cao lấy 1m3 quý vị, tán ngang lấy 1m1 quý vị. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đó xương cành nè. Quá xa luôn. Xương đẹp cả nhà ơi. Cả nhà mình chốt nhanh đi cả nhà ơi, 400 ngàn khỏi đợi em đo hoành cả nhà ơi. Khỏi cần đo hoành báo vậy ha. Dạ 16 ngàn đó. Hả? Xuống cây luôn, 400 ngàn. Lên luôn. 38. 38, anh này cao khoảng 1m1 đến 1m2 luôn. Tán ngang thì cũng cỡ 1m1 rồi quý vị. Cái này giá nhiêu em? Dạ 400 cả nhà ơi. 400 hả? Chốt nhanh đi cả nhà ơi. Khỏi cần đợi báo hoành luôn. Dạ 16 hoành. Đó. Xen vòng luôn nè. Toàn do luôn cả nhà. À, giá có 400 ngàn. 400 ngàn ta cành đặt kẹo luôn. Rồi, à, xuống cây luôn. Quay tới mã 42 đi. Rồi. 42 ngóc luôn. À, 42 ngóc cả nhà. Rồi, cao 1m2. Tán ngang 90 nha quý vị. À, ta cành đặt kẹo. Rồi, hoành luôn. 18 ạ. 18 nè. Thì giao lưu như em. Em giao lưu giá 400 luôn cả nhà ơi. Em luôn. Này là lạ nha cả nhà. Có cái dấu hiệu chữ xù cả nhà. Xù vậy đó ha. Nhưng mà bán 400 quý vị. 400 cả nhà ơi. Rồi, xuống cây luôn. 40. Mã 40 ạ. Rồi, mã số 40 thì em này cao tầm hết đỉnh đó mình báo lấy 1m3 cho chắc đi quý vị. Còn tán ngang lấy 1m đi ha. 19 quanh. Rồi, xây giống như nghe cái tàn á. Đó, đó. Tàn á. Quá xa đặt luôn. 40 cũng giao lưu giá 400 thôi cả nhà. 400 ha. Rồi xuống cây luôn. Nhanh tay chọn lựa quý vị ơi. Giá 400 một cây bao ship luôn. Mã số 41. Rồi em này cao 1m4. Tán ngang khoảng 1m1. 18 ạ. 18. Rồi xuống cành đặt luôn nè. Em cũng giao lưu giá 400 thôi cả nhà. Cây đẹp vậy cũng có 400 đây. Rồi xuống cây. Lên mã 42 là mã cuối cùng của clip hôm nay. Rồi 42. Cao 1m7. Tán ngang lấy gọn gọn 1m luôn. Cái này nhiêu em? Cũng 400 á cả nhà. 400 ha. 18 hoành. Hoành 18 báo giá trước cho quý vị luôn. Dạ. Xem vòng có khoan anh cho quý vị xem vòng tay cành cái ha. Đó, đó.
Rồi 400.000. Rồi xuống cây. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem ưng ý mã số nào có alo trực tiếp cho em thi nha quý vị. Rồi số điện thoại thì mình để trong phần tiêu đề nha. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.